Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lại trở lại với kênh Người Nhà Quê. Mình hôm nay lại review cho các bạn cùng mấy dòng máy. Máy khoan khoan lỗ. Khoan lỗ để bón phân này. Máy khoan lỗ để bón phân này. Và đồng thời là để trồng cả cây nhá. Khoan lỗ trồng cây và bón phân. Dòng máy của đây này, dòng máy của Nhật nhá. Công suất bao nhiêu nhỉ? Công suất 48 mã lực nha. Đây dòng máy khoan lỗ để bón phân này. Bón phân và đồng thời cũng trồng cây, chôn cọc để phục vụ cho nông nghiệp nha. Kasika. Đây toàn bộ là máy nông nghiệp hết. Máy nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Dòng máy nha. Hai máy phát điện để bơm nước nhá. Kamsamatsu nhá. Tốc lên luôn quán không. Phục vụ cho nông nghiệp. Để cái này là làm ở trong rừng, trong rẫy là phải dùng cái máy phát này. Kamatsu. Máy của Nhật. Công suất 50 MW giờ. Chồng máy nhá. Đây máy cùng máy cắt cỏ mini này, cầm tay này. Này một dàn máy nữa này, tất cả đều máy của Nhật hết. Superfan Anda, máy là máy cắt cây, máy cắt cây Superfanda, máy cắt cây nhá. Đây cùng là máy cắt cây này. Thu mắt xa này, thu mắt na. Công suất 365 này. Đây là máy cắt cỏ mini, máy cắt cỏ cầm tay này. Cùng hạng luôn này. Thu mắt na này. Công suất 143 MW giờ này. Cái này thì cũng 1.443 này, lít giờ. Đây là máy thủy điện này. Máy thủy điện. Máy khơi thẳng thủy điện với hai cây này, máy thủy điện. Hai cây là máy Trung Quốc, máy khơi thẳng của Trung Quốc. Này hàng Việt Nam nhá. Rất nhiều loại máy. Máy này là máy đầu máy con đất chung với máy này ngoài. Máy khoan, đầu máy khoan này. Công suất này nhỏ hơn này. Cái này dòng máy phát luôn, máy phát để dùng này, bơm nước ở trong rẫy, trong nương này. Công suất 360 là trăm sáu mươi mã lực này. Anh muốn sửa, anh muốn sửa. Hả? Chưa sửa. Chưa sửa đó. Đấy, sửa đá vắn đấy, đá vắn đấy. Đây, đây là dàn máy họ đưa đến đặt sửa. Đấy, tất cả các loại phụ linh kiện, phụ kiện để thay thế cho máy.
thì dùng nó sẽ hư. Thì đó là thái và thái thể và sửa chữa đủ loại. Người nông dân giờ rất là tiện lợi. Đây là máy hư đây, đây là sửa đây. Bơm nước nha các bạn. Máy bơm nước này. Máy bơm nước thì tháo ra rồi sửa vào lỗ chui này. Không, cây nó là bị gãy. Bị gãy, bị thấy cái đinh mực máy anh mới làm xong. Này. Tháo ra luôn hiện là lỗ chui luôn này. Cái này công suất có mấy mấy bao nhiêu anh? Công suất 330. Đây công suất 330. Nhỏ bé hơn cái kia trong kia nhỉ. Cái trong kia là 334 này. Máy bơm nước trong máy bé vậy thôi. Nhưng khỏe lắm ạ. Bơm tận lên đồi núi dưới cây đấy. Lâu ngày rồi này, thấy chưa? Này thấy chưa? Đến thui luôn này. Này nào đây.
nhỏ nhỏ thế này mong manh nha. Ừ. Nhỏ đi mà đây đây lên đùi qua đùi khác luôn. Nhỏ nhỏ với bé mà có vợ ấy. Đây đi là họ tưới cây cỏ. Cái bơm nước để tưới trồng mía. Tưới cây cỏ. Bơm lên đùi, cái này là máy xăng. Không phải là motor điện. Cái này là motor bằng xăng. Chạy bằng nhiên liệu xăng nhá. Giờ chưa có cốt là phải chờ cốt à? Chờ cốt. Cái tiền đâu? Chiều chỉ ra con quán thì anh có cái tiền dưới. Có một cổng tên cái đàm tiền cũng là cổng xá. Cổng xá, tiền đi gần. Cổng má gần đó. Không, cái chỗ quần bá đây này. Chỗ anh em vừa mới đi qua này. À, đây à? Gần đấy mà. Có đoạn. Bên dưới cổng đầu cái này. À, cái gần đấy. Đúng rồi, mai xa chứ. Mai xa. Đây rồi, nó lắp vào là chạy giống như mới luôn thôi. Đơn giản nhỉ, máy xăng nó nhìn cũng đơn giản nhỉ. Cục gì cục gì? Đây nấm á. Nấm à. Cái này thì đáng phải đúng không? Thay cỡ, bên đây đánh không? Đây mình phải đưa máy từ xe đến đưa tỉnh. Mình chưa đưa về nhà, đưa máy từ xe phụ. Đây làm máy từ xe lại phụ ở đây á. Ở nhà có rồi mình lắp thêm vào đây là tốn tiền lắm. Đưa máy nhà xuống đây phụ nó rửa cái nó sạch nó cũng được. Cái máy nó đơn giản. Đây là cái cục này được khởi động máy nha các bạn. Thấy nhá. Khi mà lắp vào được cái này là khởi động máy nó nổ. Máy nó chỉ có đơn giản thôi. Đây. Bao nhiêu đây? Tháo ra bao nhiêu đây? Đây là quạt là gió, quạt gió để làm mát máy nhá, làm động cơ nhá. Đây, quạt làm mát động cơ. Chiều mới về được à? Chiều bắt cắm cửa luôn chứ? Chưa. Chiều về làm thôi. Chiều một đông khách ở đây. Đi chỉ có thổi rong mặt máy. Đi bị trục cầu. Hai cây rong mặt máy là... Hai cây nữa là lắp một cây cạnh mới. Chiều hôm nay nó bằng nhựa nha. Tất cả cái xăng là bằng nhựa. Nó cũng bền lắm này coi. Nhựa nhưng mà bền. Nhựa nhưng mà bền lắm. Bền hơn cả nhôm. Nhôm lại hay phá máy. Này quả mới làm xong cây này. Anh mỏ cái đi nhá. Đó, phá gãy cái đi. Phá hết rồi. Đánh cái tục cái còng đi luôn mà không gãy nhá. Đây là nhựa chứ bằng nhôm thì tan hết máy luôn. Trong cái trục trục động cơ của cái máy bơm máy xăng bơm nước xăng động cơ xăng cái này nó nằm ở đây quá nó chào các bạn nha.